Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin làm video này để xả hàng 6 bầu rất là đẹp như chương trình. Chỉ còn 169.000 và được tặng kèm thêm cả dây treo, túi nhung và sách học nữa. Trong đây thì là có gần 100 cái cảm âm để cho các bạn mới tập 6 bầu có thể là làm quen với nó một cách nhanh nhất. Đây, vâng. Hàng về rất là nhiều ạ. Đây, chỗ này thì tầm hơn 100 quả thôi. Đấy, nhiều bạn ấy chắc cũng chưa biết về cái âm của 6 bầu này như nào hoặc là về cách cắt nốt nó như nào thì mình cũng sẽ làm clip để các bạn cùng biết về nó. Mình sẽ xin tự giới thiệu. Đây, 6 bầu này là đen tím ạ nhá. Cái này là nó nhìn ở đây màu đen nhưng mà nó mà lên ra ánh sáng ấy, ra ánh nắng ấy thì nó có màu tím khá là đẹp. Đấy, âm nó rất là hay, rất là thoáng. Mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn cùng biết một chút, cho một số bạn là chưa biết về sáo bầu thì của nó làm khá là dễ thổi. Chỉ cần mình tập khoảng khả năng là tầm mấy phút thôi, hoặc là một tiếng là có thể là thổi được nó lên tiếng rồi. Bây giờ ngậm vào nó thổi lên được tiếng ngay rồi. Các bạn cắt nốt ở trên nó như là thổi nhẹ, bịt hết thổi nhẹ ra nốt là, thổi mạnh ra đồ, dê, mi, pha, son, la, đô, dế, có một nốt đằng sau nữa. Đây. Đấy, âm nó khá là hay. Và cái sáo bầu này âm của nó cũng rất là khá là chuẩn vì là lam nó làm tương đối là tốt. Và cái này thì là mình sẽ bảo hành là 1 năm các bạn nhé. Đấy, với dòng này thì dòng khác mình không nói nhưng dòng này âm có nó tốt. Thành ra là mình sẽ bảo hành cho bạn. Đây nó có cả bè nữa. Đấy, nếu mà các bạn có muốn tư vấn gì về sáo bầu hay là muốn đặt hàng có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0965997695. Các bạn biết số này trên Zalo gia đình mình nhé. Hoặc là trên Facebook là cũng gia đình mình. Vâng. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đã.